Hòa Bình, tranh giành địa bàn làm ăn, nhóm đối tượng ném đá lên cả xe tang. Câu chuyện với những tình tiết bất ngờ được một bạn tên Minh chia sẻ. Theo đó, vào ngày lễ mùng 1 tháng 5 vừa qua, khi cả nước đang vui vẻ nghỉ lễ, thì gia đình bạn lại phải đón nhận một tin buồn. Đó là người mẹ của bạn đã ra đi mãi mãi sau thời gian dài lâm trọng bệnh. Nén đau thương, gia đình đã nhờ cô chú tâm thức ở Thượng Lâm giúp lo liệu hậu sự cho mẹ và hỏa táng tại Đài Hóa Thân phương Tây Cực Lạc, tỉnh Hòa Bình. Vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 2 tháng 5 năm 2023, khi đoàn xe tang đi đến gần ngã ba Miếu Môn thì có hai thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ cầm viên đá to bằng nắm tay ném thẳng vào cửa kính trước cửa cabin xe chở linh cữu mẹ của bạn. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy cả hai người đều đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm. Trước khi đi, hai người này còn hùng hổ lên tiếng hăm dọa rằng lần sau nếu còn qua mặt họ như thế này thì đừng có trách. Hậu quả, kính vỡ tung tóe trong cabin xe khiến bác tài xế bị thương. Vụ việc khiến thân nhân của người quá cố bàng hoàng, bất ngờ, không hiểu tại sao những người kia lại có thể manh động, coi thường pháp luật và ra tay trước thanh thiên bạch nhật như vậy. Hiện vụ việc và những hình ảnh được trích xuất từ camera đã được gửi tới cơ quan chức năng để chờ điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày, bạn nhé.